Thưa quý vị và các bạn, mô hình điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe nhân dân đã trở thành định hướng chiến lược và mục tiêu cơ bản trong chính sách quốc gia. Thực tế ghi nhận khi áp dụng kết hợp khoa học, đúng phác đồ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với điều trị y học hiện đại đơn thuần trong lộ trình nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh An Giang được thành lập sẽ phục vụ rộng hơn đối tượng bệnh cũng như nhiều tình trạng bệnh bao gồm bệnh lý do bẩm sinh, di truyền, bệnh mãn tính, nội khoa, sản nhi, lão khoa. Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh An Giang được thành lập theo quyết định số 697 của Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Theo đó, bệnh viện trực thuộc Sở Y tế là đơn vị sự nghiệp y tế hạng 3. Bệnh viện có tổng diện tích gần 34.000 m², quy mô 100 giường bệnh, có 5 phòng chức năng và 11 khoa, và có trên 90 bác sĩ, nhân viên y tế. Đó là những điều kiện thuận lợi để bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh đa khoa bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền, đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật. Là cơ sở thực hành về y dược cổ truyền, phục hồi chức năng của các cơ sở đào tạo y dược, tổ chức an dưỡng. Là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, phục hồi chức năng cao nhất của tỉnh, có áp dụng bảo hiểm y tế. Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền phục hồi chức năng được Sở Y tế tỉnh An Giang giao phó nhiệm vụ điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao trong đông y, phục hồi chức năng cùng góp phần trên nhiệm vụ y tế chung, phục vụ khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng cao trong nhân dân. Quan điểm về điều trị của ngành y tế của Việt Nam của chúng ta là phối hợp giữa đông và tây y kết hợp. Có nhiều cái phương thức chữa trị thì về tây y thì nó có cái ưu thế. Tuy nhiên là cũng có những cái phương thức, những cái phương pháp mà chữa trị về y học cổ truyền thì nó tỏ ra hết sức là hiệu quả. Do đó mà việc vận dụng nhuần nhuyễn giữa đông và tây y thì góp phần cái nâng cao về chất lượng điều trị cho người dân. Đặc biệt là tỉnh An Giang của chúng ta là những cái vùng núi có nhiều cây thuốc rất là quý và những cái bài thuốc rất là hay đã phát huy cái tác dụng điều trị trong thời gian qua. Và có thể nói việc thành lập bệnh viện y học cổ truyền là góp phần một cái định hướng lớn của ngành y tế trong việc phát triển cái hệ thống ngành y tế Việt Nam. Và một cái lĩnh vực thứ hai đó là cái lĩnh vực phục hồi chức năng. Đây là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng để góp phần vừa hỗ trợ mà vừa nâng cao cái chất lượng điều trị. Hiện nay, cơ sở vật chất của bệnh viện đã hoàn thành, các khoa phòng đã được bố trí, trang thiết bị đã được lắp ráp, vận hành hệ điều trị cho khoa khám bệnh, khoa hồi sức tích cực, chống độc, khoa nội nhi, khoa ngũ quan, khoa ngoại phụ, khoa phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Bệnh viện phục vụ tiếp nhận bố trí điều trị bệnh lý khác nhau cho nhiều đối tượng bệnh, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng thành, người cao tuổi, đa chuyên ngành. Trong đó nổi bật là nội khoa, với tình trạng viêm cứng khớp sau tổn thương, sau phẫu thuật, liệt dây thần kinh, hội chứng cổ dài cánh tay, thoát vị đệm, thoái hóa cột sống, đốt sống. Nhi với tình trạng tự kỷ, nói ngọng, nói khó. Sản phụ khoa trong phục hồi sàng chậu sau sinh, đông tây y kết hợp với phác đồ điều trị dựa trên khoa học chứng cứ từ kết quả chẩn đoán hình ảnh X-quang CT, xét nghiệm và dựa trên đánh giá chức năng hô hấp, chức năng vận động. Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền phục hồi chức năng là một cái bệnh viện chuyên khoa về tuyến tỉnh về các cái mảng y dược cổ truyền và phục hồi chức năng, thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư các cái vật tư thiết bị kỹ thuật cao chuyên sâu, do đó sẽ là cái đơn vị đi đầu về cái khám và điều trị chuyên môn y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Và sắp tới đây thì bệnh viện đa khoa dược cổ truyền phục hồi chức năng thì mình cũng được đầu tư bổ sung thêm các cái vật tư thiết bị y tế kỹ thuật cao, 13 cái thiết bị này có giá trị thì được phục vụ cho bệnh nhân trong toàn tỉnh và chuyên môn cao nhất. Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh An Giang đang đi vào giai đoạn cuối của quá trình hoàn thiện, cơ sở vật chất khang trang, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đảm bảo điều trị đông y, phục hồi chức năng chuyên sâu, sẽ mở ra thêm lựa chọn cho người dân trong điều trị đông y cổ truyền, điều trị kết hợp đông tây y lẫn nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng cao cho hệ thống y tế tỉnh An Giang.